chào bà con cô bác của kênh Mai Mami. Dạ bà con ơi, đừng quên đêm nhạc giao lưu vào tối thứ ba và thứ năm hàng tuần, và thứ bảy hàng tuần là đêm biểu diễn có rất nhiều ngôi sao đang chờ đón bà con. Dạ, và lịch cắt tin của chương trình Ngôi Sao Miền Trung mùa 3 sẽ được diễn ra tiếp tục vào ngày mai, bắt đầu từ 8 giờ sáng. Quý bà con cô bác hãy đến cắt tin Ngôi Sao Miền Trung mùa 3 nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, xin chúc bà con một đêm ngon nhất. Vừa tổ chức game show Ngôi Sao Miền Trung cho khắp nơi nơi. Quỳnh Thơ dẫn trong đêm giao lưu đúng không ạ? Tuấn Thành Tuấn. Dạ. Rồi người ta là đêm thứ bảy đó Tuấn. Em rồi bây giờ giống như là em là cái bách rau đó, là mỗi mỗi ngày sẽ có một góp ý nha. Dạ chào bà con cô bác của kênh Mai Mami. Dạ Quỳnh Thơ xin kính chào quý bà con cô bác của kênh bạn Mai Mami. Dạ. À nhưng mà góp ý nha, góp ý nhỏ. Dạ mình xài bạn dẫn hao quá. Mỗi đêm một người. Quá trời hao bạn dẫn. Nó sừng sững mỗi đêm. Đúng rồi em ạ. Quá trời. Biến dạng như cái chậu kiển trên hậu quán thôi, làm đứng yên đó. Xong cái mỗi người ngày thì sẽ một người mới xuất hiện. Dạ, em muốn kể một câu chuyện. Dạ, bà con cô bác biết không, hôm nay là em dẫn người nhà của em đi thi. Em chiều nay em tung tăng em dẫn người nhà em đi thi. Thì anh Hải Châu xuất hiện kêu Quỳnh Thơ hỏi gì chạy lên đây. Xong cái quất cho bộ đồ bà ma. Dạ, bộ đồ của chị Dung. Xong rồi kêu thay đi. Xong cái thay xong ra cái kêu lên sân khấu đi. Dạ. Cho nên hôm nay có một kỷ niệm của đêm thứ năm, đêm giao lưu cùng với ông bà cô chú. Dạ thật sự là mỗi lần mà Quỳnh Thơ được đứng ở trên sân khấu này, em ai biết con Thơ rất là hạnh phúc. Mỗi lần mà gọi là có khi mà có thời gian nè, hoặc là Thơ cũng hay chạy lên để Thơ coi các cô chú anh chị hát ở trong phần cắt tin Ngôi Sao Miệt Vườn. Hoặc là thỉnh thoảng mà Thơ có thời gian là Thơ sẽ chạy xuống đây để đi mình coi các cô chú anh chị. Mà hôm qua là cái đêm mà trích đoạn cải lương là rất là muốn coi luôn á, mà hôm qua không có sắp xếp được để chạy xuống, rất là tiếc, cho nên chờ đợi để coi lại. Dạ. Bà con cô bác ơi, thì bình thường á là chị Quỳnh Thơ là dẫn thứ bảy, Thành Tuấn là trụ cột của thứ ba thứ năm, mà bữa nay là chị Dung Dẻ là bận. Dạ. Cho nên là tính là cắt cử bé Ngân lên tiếp, nhưng mà bé Ngân hôm qua bị tâm lý quá. Tâm lý hả? Hôm qua Ngân bị tâm lý quá, Ngân không dám nói nhiều, cái hôm nay cái Ngân cũng bị khớp. Trời ơi, ơi có khi nào may có chị Thơ á, không có khi nào là chị bị gọi là giật xô của Ngân không? Chết luôn á, ngồi nó xuống phải giải thích mới được. Cũng phải giật xô mà là giờ cứu cái này gọi là cứu. Đúng rồi. Với lại là nói chung là Quỳnh Thơ rất là yêu thương chương trình á, mới giúp đỡ, bởi vì là hôm nay mọi người thấy là Quỳnh Thơ không có make up luôn, mà người ta là MC nữ lên sân khấu là thường là các bạn phải make up rồi chỉnh chu, mà hôm nay là Quỳnh Thơ giống như là hy sinh là không có make up, nhưng mà bạn vẫn sẵn sàng lên bước lên sân khấu để dẫn. Bạn thấy là vẫn xinh đúng không ạ? Đúng rồi, quá xinh luôn. Đội cái nón xong có như là trong tư thế không có chuẩn bị hết luôn, xong rồi vừa tới đây cái là lên dẫn chị Thơ là cởi nón ra là bay lên luôn, thay bộ bà ba luôn, thay đồ đồ bà ba. Mà công nhận sao mà Thơ thấy là mọi thứ khớp ghê luôn á, tức là y ha. Dạ đúng rồi, tự nhiên cái Thơ đến đúng lúc. Dạ. Nghe xong cái Thơ chạy vô cái là có sẵn bộ đồ bà ba, cái là thay bà ba ra. Dạ thật sự ra mà nói là cho Thơ tâm sự nhỏ hơn chút xíu á, là mai biết không, từ hồi mà Thơ làm MC tới giờ á, thì Thơ luôn luôn là quan niệm là mỗi lần bước lên sân khấu là Thơ phải được lộng lẫy. Kiểu như là đó, mấy lần mà dẫn đêm thứ bảy á, ba Giang hay nói là trời ơi làm cái tóc không là 2 tiếng đồng hồ. Dạ đó, thì Thơ nghĩ là Thơ hay có cái cách quy tắc làm nghề của mình, đó là lúc nào bước lên sân khấu cũng là quần áo nè, rồi đầu tóc, rồi make up rồi này kia đó, để mình tự tin hơn và cũng để gọi là mình ta tôn trọng cái nghề mình hơn đó. Nhưng mà bởi vì quá yêu thích Ngôi Sao Miệt Vườn, quá yêu thích sân khấu này và quá máu lửa với sân khấu này, cho nên chiều nay là không có một thời khắc nào suy nghĩ hết, hú một cái là leo lên luôn. Dạ. Bởi vậy mới nói là cái sự hy sinh của Quỳnh Thơ cho nghệ thuật là rất là lớn. Mà cái đó là
mà quá yêu thương ekip đi, quá yêu thương anh Phương Dừa với hội quán đi. Thì mới bay trực tiếp lên vậy chứ người ta cũng MC này kia trong nghề này kia mà phải bút xô người ta lịch liếc rồi ai đâu mà quát vậy đâu lên, lên liền không cho người ta mép trúng rồi không kịp cởi nó ra không chảy tóc hồi nãy giờ là không có sung môi luôn. Chị Huỳnh Thơ rất nhiều. Dạ. Với lại biết hôm Thành Tuấn bữa giờ chị Huỳnh Thơ có nghe cái thông tin gì râm ran giữa chị Huỳnh Thơ với lại chị Dung Văn Dung Vẻ thôi. Cái khúc này nè mà Huỳnh Thơ nói là trời bữa nay Huỳnh Thơ ước gì xuống đang gặp chị Dung mà cuối cùng không gặp mà phải mặc bộ đồ của bả luôn. Đó, mà mặc đồ này là mặc đồ chị Dung đó. Dạ, thật sự ra mai đó là lần đầu tiên trong đời Thơ mà Thơ ban đầu là Thơ không hề biết nha. Thơ không hề biết gì hết trơn á. Cái hôm đó là Thơ bị bận xô cái đêm thứ bảy. Thơ về thì Thơ vẫn coi lại, Thơ vẫn coi lại chương trình. Thơ coi lại hầu như là Thơ đều coi lại YouTube nè, hoặc là Thơ sẽ đọc vừa coi mà vừa đọc comment nữa. Xong cái Thơ cũng thấy một số comment cũng nhắc là ủa Huỳnh Thơ hôm nay không nhà dẫn hả rồi này kia. Thì Thơ cũng đọc một số comment như vậy. Thì Thơ cũng mới biết được chút chút ha. Cái tới hôm qua hôm sau thì Thơ vô tình Thơ xem một cái phát trực tiếp của chị Dung thì Thơ mới biết thêm nữa. Cái Thơ nghĩ là ôi chết rồi, không biết là đang có những hiểu lầm xảy ra nên đó, cho nên là Huỳnh Thơ mới nói không có. Dạ, thật ra với bản thân Huỳnh Thơ nha, mỗi lần mà Huỳnh Thơ có lịch dẫn thì Huỳnh Thơ sẽ luôn luôn sẵn sàng chạy xuống, hoặc là khi mà Huỳnh Thơ trống thời gian trống rảnh Huỳnh Thơ cũng chạy xuống phụ được ekip gì phụ, hoặc là ít nhất là mình ngồi mình làm một khán giả thôi đã là ủng hộ cho chương trình rồi. Dạ, còn cái việc mà Huỳnh Thơ nghĩ là ban tổ chức là có một cái sự sắp xếp riêng và một cái sự tính toán riêng để làm sao mang đến cái chương trình đặc sắc đa dạng nhất cho tất cả quý vị khán giả thôi. Dạ. Mà cũng có cái tin đồn là mấy cái bình luận đó là của bên Huỳnh Thơ, nick clone của Huỳnh Thơ. Cái khúc đó là không biết. Ác nữa. Nói chung á là công bằng công tâm mà nói vậy nè, như là ekip của mình nè, thì mình biết là giờ mỗi tuần đúng không? Ngoài nghệ sĩ mình đổi mới ra thì MC mình cũng đổi mới. Ngoài cái người mà trụ cột chương trình không thể thay thế đó là anh Khương Dừa, nhà đầu tư đúng không? Đó thì bắt đầu là MC mình cũng luân chuyển cho mới mẻ đúng không? Cho nó đa dạng màu sắc. Cho nên là chị Huỳnh Thơ là một người dẫn rất là chuyên nghiệp rồi. Mà ngôi sao miệt vườn thì đôi khi mình ngoài cái sự chuyên nghiệp ra mình cũng tạo cơ hội cho những cái người mà quá yêu thích đam mê cháy bỏng như là chị Dung đây. Đúng rồi, quá là ngoan cố với nghề. Trời ơi, chị Dung đó, cái clip đó. Cho nên là tạo cơ hội đi, tội nghiệp chị. Thì thôi một đêm, thì lỡ vô tình cái đêm đó chị Thơ bận. Vừa may là chị Dung quá khao khát, cho nên là mình lóc vô cái chỗ đó đúng không? Mà sao mà ta nói quá trời nha, rộ cái đợt đó là rộ lên rất nhiều là cái gì mà rồi gì chị Dung cướp chỗ của Huỳnh Thơ rồi hả, đá Huỳnh Thơ ra khỏi show rồi ôi làm dữ thần lắm. Nhưng kìa mà, thật ra là cái tính chất MC tại hội quán của Sao Mì Dường nó cũng khác những cái chương trình khác là ngoài cái việc là mình dẫn dắt trên sân khấu nó còn là cái sự kết nối của quý bà con cô bác nữa. Thì Huỳnh Thơ có sự chuyên nghiệp, duyên dáng, dễ thương và quý bà con cô bác cũng rất là yêu mến. Nhưng mà chị Dung thì lại có cái sự gọi là tìm hiểu rất là kỹ về bà con cô bác, hầu như là ai cũng biết chị Dung, mà chị Dung đều đã nói chuyện và giao tiếp với mọi người rồi thì cái sự dẫn dắt của chị Dung nó cũng sẽ một phần gắn kết và giống như là thân quen với nhau. Tại vì hội quán ngôi sao miệt vườn mình hầu như là quý bà con cô bác ngồi dưới, quý bà con cô bác hát trên đây là quen biết nhau hết và có nhiều kết nối lắm. Nói chung á là chắc chắn là chị Dung Văn Dung Vẻ là một cái người đó giờ đâu có dẫn chương trình đâu, vẫn không bao giờ bằng Huỳnh Thơ được, cái đó là điều chắc chắn. Chị Huỳnh Thơ là quá chuyên nghiệp đi, dẫn dắt là biết đường dây rồi này kia, là dẫn dắt làm sao mà nó vô khớp rồi cái nào trước cái nào sau. Còn chị Dung là đôi khi bà đâu có biết, bà cứ anh Khương dặn chứ em nói cái này trước xong một lát nữa em mới giới thiệu này kia, bà mắc tới dưới lên bà nói trước, giống như là nhiều khi quên giới thiệu bên nhạc luôn cả nhà, hai anh em bối rối, cho nên là ngay cả anh Khương cũng còn rất là nhiều cái sơ suất, cho nên là bà con biết không, thôi thông cảm cho anh Khương cũng như chị Dung trong vấn đề MC. Còn chị Huỳnh Thơ đây nè là cũng là một cái mối sĩ của chương trình tụi em rồi, chỉ để thông cảm cho em nữa, thông cảm cho Thành Tuấn luôn. Tại hôm nay khi mà biết là Huỳnh Thơ là vui dữ lắm, tại không phải là lần đầu kết hợp đâu, từng kết hợp trong cái event của chị Dung, hợp báo ra mắt phim của chị Dung đó. Nhưng mà lúc đó thì chỉ là hai anh em chỉ là dẫn trò chơi vui nhộn nhịp thôi, và hôm nay là đứng trước bà con nên mà gặp Huỳnh Thơ nữa
Đền thơ là dẫn đêm thứ bảy, còn em thì chỉ dẫn đêm thứ ba thứ năm thôi. Gặp nên là chính. Đó gặp đạo chính cái mình cũng bị khớp nữa, mình thành kép chánh luôn đó. Dạ. Đó là thực sự cũng hơi áp lực nhẹ đó, cũng khớp khớp, nên là quý bà con cô bác thông cảm là tụi em sẽ tiến bộ từng ngày. Dạ thật ra là cho Thư nói chút xíu là thật ra được đứng ở đây là cơ hội của Huỳnh Thơ, và trong nghề của Huỳnh Thơ thì Huỳnh Thơ cũng không có dám chắc chua, dám nhận là mình chuyên nghiệp hay là mình giỏi giang gì đâu. Thật sự được bà con cô bác yêu thương rồi ủng hộ, rồi được các anh chị em ekip tin tưởng cho Huỳnh Thơ được cái cơ hội đứng ở đây, đó là những cái niềm hạnh phúc rất là lớn của Huỳnh Thơ. Và mỗi lần được đứng là Huỳnh Thơ đều cảm thấy là mình làm hết mình và mình rất là hạnh phúc. Các anh chị em ở đây ai cũng dễ thương hết trơn á, mà Huỳnh Thơ cũng không có ngờ cái việc mà đợt trước hai chị em lại xảy ra những cái scandal như vậy. Thì thật lòng Huỳnh Thơ nói bữa nào Huỳnh Thơ sẽ qua chị Dung làm răng rồi hai chị em ngồi có thể là phát trực tiếp hay như thế nào đó. Chị Dung ơi, em bây giờ mới nghe được cái câu chuyện là có những cái nick mình sẽ ba mặt một dạ, lời. Mình dạ. Xóa tan tin đồn. Dạ mình đúng đập rồi. Tan tất cả. Dạ. Mình đập tan tất cả dạ. Chứ không nếu mà tại vì nếu như bà con cô bác thương Huỳnh Thơ rồi thương tất cả những anh chị em ekip như là thương hội quán thương sư phụ Khương Dừa hồi xưa giờ thì thôi ấy ông bà cô bác ai mình cũng ủng hộ đi. Dạ. Tại vì như vậy con cũng sẽ không có bị cái áp lực. Tại vì nếu như mà xảy ra những cái chuyện nhỏ chuyện như vậy thì sẽ ít nhiều sẽ làm cho không có vui. Và con cũng khi mà nếu con có cơ hội trở lại con cũng bị phần nào áp lực nữa đó, cho nên là nếu có thương con thì có thể là thương luôn hết tất cả mọi người. Dạ chứ không mà con xin đính chính là không hề có cái chuyện mà gọi là phế trúc cái gì. Dạ. Chị Dung á, thật sự là khi chị dẫn trên đây chị cũng áp lực lắm. Thứ ba thứ năm thì bình thường. Dạ. Là lúc đầu cũng áp lực, lúc sau quen, còn cái đêm thứ bảy là rất áp lực. Chỉ cái đêm vừa rồi á, là có bên truyền hình Bến Tre họ ghi hình đó, là chị Dung ở đây chị rất căng thẳng thiệt sự nha. Dạ. Chị nói có thể nào mà kêu Huỳnh Thơ lên thế chị đêm nay không chứ? Thật sự là không có tự tin mà dẫn trước đài, mà bây giờ nếu mà nói chuyện mà một cách quá là khuôn khổ thì chương trình mình nó lại không có mang tính chất miệt vườn đó, mà bà con cũng không có quen với cái bộ dạng đó của chị Dung. Cho nên là chị cũng rất là bối rối. Và bà con cô bác hiểu là để chị Dung mà đứng lên đây cũng cả một cái sự cố gắng của chị, và để cho chương trình cũng muốn là tạo cơ hội cho các anh chị em trong ekip, rồi các bên nhà tài trợ, chị Dung cũng là một trong những nhà tài trợ chính của chương trình, cho nên tạo cơ hội cho nhà tài trợ chính nó là một cái điều đương nhiên để chương trình mình được duy trì, đúng không bà con cô bác? Dạ đúng rồi. Dạ và hy vọng là chị Dung ơi, nếu mà chị Dung có coi được clip này của mấy chị em á thì gọi là hồi đó giờ giống như là hình tượng chị Dung trong lòng em hồi xưa giờ vẫn vậy, và nếu như mà em không coi á là em cũng không biết chuyện gì xảy ra luôn. Dạ đó, cho nên là hy vọng là sắp tới hai chị em sẽ có dịp quay chung một clip hay là như thế nào đó, để cho ông bà cô bác đã thương Huỳnh Thơ thì thương luôn chị Dung, còn thương chị Dung thì thương luôn Huỳnh Thơ. Dạ bà con cô bác rất nhiều đó. Hôm nay em là gặp chị Huỳnh Thơ vô tình lên đây là em cũng ấp ủ, em muốn thay mặt ekip mình đó để một người đứng giữa để mà cho hai bên sao? Dạ xin chào ông bà cô chú trên kênh của chị Mama Mi, và kính chúc ông bà cô chú nhiều sức khỏe. Dạ cho em xin hai cái mic. Dạ nó cũng đúng con. Bài mà cô chú. Dạ. Công nhận cũng bài bản dễ sợ. Dạ. Dạ bài bản dễ sợ luôn. Còn đêm tối mình sẽ là 20 tháng 4 mình sẽ đi tỉnh bà con cô bác. Còn em chỉ nghe mấp mé thông tin là cũng là trong những nghệ sĩ và anh chị em quen thuộc trong ekip trong trước giờ anh Phương hay làm, ví dụ như là nghệ sĩ Châu Thanh nè, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền nè, đó rồi danh hài Minh Nhí nè, đó là ba cô chú mà ta nói không thể thiếu được không thể trong thiếu. Bất kỳ một cái đêm lớn nào của hội quán, gọi là những cái minh chứng cho ngôi sao Việt Trường á, những cái tên bảo chứng và những cái tên bảo chứng là, và những cái tên sau cũng rất là đình đám. Nếu mà duyên may mà có chị Huỳnh Thơ trong cái đêm đó, bất kể là vai trò gì thì cũng mong bà con cô bác ủng hộ chị Huỳnh Thơ. Riêng đêm nhạc đi tỉnh thì Huỳnh Thơ sẽ gọi là dành nguyên ngày đó luôn, trống luôn, ví dụ như làm việc gì cũng được, tại vì bản thân Thơ là Thơ rất là thích đi tỉnh, Thơ rất là thích về với bà con ở miền quê, rồi Thơ cũng rất là yêu thích ekip của sư phụ của các bạn, cho nên là Thơ sẽ dành nguyên ngày đó luôn, giờ không cho đi là tự điên mình đi xuống phụ được gì phụ, coi như là người trong ekip đi. Đúng rồi, coi như người trong nhà đi. Mình từ bỏ sĩ mình quay người trong nhà đi.
Dạ. Rất là dễ thương luôn. Chị Huỳnh Thơ thì em cũng mới biết đây. Dạ. Nhưng mà khi mà tiếp xúc thì thấy chị Huỳnh Thơ rất là dễ thương, rất là khiêm tốn, làm việc rất là chuyên nghiệp. Giống như là Thành Tuấn đây cũng vậy. Dạ. Dạ là bữa nay được khen nhiều quá về. Dạ được khen nhiều quá về chắc ngủ ngon lắm nè. Dạ. Với lại ekip được cái là làm với ai được mà thấy dễ thương cái làm hoài. Làm tới khi nào mệt lả người không làm được nữa thôi. Dạ. Đúng không Thành Tuấn? Thành Tuấn cũng giờ khá vật vả với lại cái lịch của hội quán. Dạ nhưng mà thực sự là cứ mỗi lần mà đi diễn về là em đều lướt coi comment của tất cả quý bà con cô bác luôn. Ủa sao quay gần quá vậy? Cảm xúc đó. Không, tức là cái khúc này là mình chia sẻ cảm xúc đó anh. Mình nuôi tâm lý xong chưa? Mình nuôi xong chưa? Mình nuôi. Có tâm lý chưa? Rồi, dạ, có tâm rồi, lý rồi. Dạ, nhìn thẳng ống kính nè. Cũng nhiều khi là thật ra là cũng áp lực nha. Em về em coi với bà con cô bác cũng góp ý này kia để đóng góp cho mình thì mình cũng suy nghĩ là à lúc đó mình dậy thì cái tâm về mình coi lại coi mình sao trên sân khấu lúc đó rồi mình cũng ghi nhận và thay đổi và mỗi cái lần mà đứng trên sân khấu của Ngôi Sao Miệt Vườn là coi như là một cái cơ hội với em luôn mà. Dạ. Thật sự là mình không thể nào mà không trân trọng mà không gọi là quan trọng được tại vì chỉ còn mình cơ thể thiếu thôi là tất cả những cái quá trình mà bà con yêu thương mình, bà con dành tình cảm cho mình nó sẽ mất. Cho nên là thật sự là Thành Tuấn rất là trân trọng những điều đó và những cái góp ý của quý bà con cô bác là lúc nào em cũng nghe cũng xem và sẽ khắc phục, nên là quý bà con cô bác hãy yêu thương dạy dọc khoan dung cho Thành Tuấn có nếu mà có những cái sơ suất dơ cao đánh khẽ. Dạ. Nhưng mà tội nghiệp Thành Tuấn lắm, đôi khi em nó bị áp lực lắm, có nghĩa là được khen nhiều quá nên là mình phải làm sao để xứng đáng với cái lời khen đó. Cho nên là thành ra đêm nào em cũng phải vút keo cứng ngắc cái đầu. Thì có nói có cái vụ này hàng chơi hồi nãy thơ thay đồ bồ bà ba xong cái hỏi vút keo không, vút keo không, vút keo không. Nãy sợ là tóc ông đi rào, ông đi rào vút keo không, vút keo không. Chung là từ đầu đến chân nè rất là tút tát, áo vest là rất là tốn. Cách xe ở đây á thì thật sự là hội quán á, thật sự là kinh phí nó không có nhiều. Cho nên là ai đến đây cũng vì cái sự là muốn gặp gỡ bà con đó, rồi yêu thương anh Phương Dừa, cho nên là thôi anh em làm với nhau cho nó vui để mình nhìn tới những cái cơ hội lớn ở đằng sau chứ thật sự không là gì đam mê đó. Đúng không anh? Rồi, các bạn cũng không phải là cách xe nó quá nhiều đó. Mà ta nói cái vest này là bên anh hao đồ là ta nói chịu mấy quần rồi này nọ rồi keo xịt như vậy son phấn cũng tốn khá nhiều. Đúng vì cái đặc điểm của em mà đánh giày mình đánh giày quá là trắng quá rồi. Mà đâu? Mình đánh cái mặt mình nó cũng nhưng mà để cho nên nó tốn phấn tốn khối tốn khối có nhiều diện tích nên là tốn phấn nhiều là cái độ dày nó cũng khá cũng khoảng 1 cm đó không phải vậy nãy có ngồi đó nãy có ngồi chia sẻ nhỏ là đi phim bù lỗ cách xê vậy hả thành phấn đi phim bù lỗ cách xê tại đầu tư quá đâu có đâu tức là cơ hội thật ra đứng ở sân khấu ngồi trong giường là cơ hội á. Tại thì Huỳnh Thơ kẹo Thành Tuấn vậy thôi chứ khi mà Thơ ngồi nói chuyện với anh Tuấn thì Thơ biết là rất là đam mê và rất là hạnh phúc khi mà anh đứng lên sân khấu đúng không? Dạ, Huỳnh Thơ kẹo anh thôi. Chứ Huỳnh Thơ biết là tâm lý của mấy anh em ở đây ai cũng cảm thấy rất là vui khi mà được làm việc ở đây với ekip rồi gặp gỡ bà con cô bác. Mình tự nhiên mình giống như những cái mảnh ghép mình ghép lại với nhau vậy đó. Chính xác tự nhiên á, Thành Tuấn là thật ra là bạn của Nguyễn Thị Ngân đó. Thằng Nguyễn Thị Ngân mới giới thiệu vô là để diễn phụ cho những cái tiết mục của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2. Là thấy em nó diễn dễ thương quá mà nó rất là nhiệt tình, cho nên là càng dần là diễn cái này cái kia cái riết thành bây giờ một cái người chính của thứ ba thứ năm. Mà thứ 3 thứ 5 là giống như là cái quan trọng thứ hai của hội quán, đêm nhạc 7 là quan trọng đầu tiên, tới 2 đêm kia là Thành Tuấn còn đại quản, sau này em nó dẫn thứ 7 nữa rồi ta nói lên vùn vùn đó, rất là duyên số. Đó là sẽ là ước mơ của em trong thời điểm hiện tại. Dạ. Em sẽ cố gắng phấn đấu để biết đâu có một cơ hội được đứng vào đêm thứ 7. Chị ấy Thơ có ý kiến này nè, cứ thứ 7 nào mình cũng đóng sẵn vest, mình make up đồ sẵn đi. Dạ đúng rồi, biết đâu giống Thơ bữa nay vậy nè. Đó, mình cứ sẵn sàng luôn đi rồi khi nào mình lên thôi. Ngoắc là mình lên. Đúng không? Cái này trong nghề nha, nó cũng có một cái mẹo á, là ví dụ như ai mà muốn diễn cái đêm chính đúng không?
cái đêm đó mình làm sẵn đi ha, chuẩn bị sẵn, ok, vuốt keo được cứ ngắt đi nha. Okay. Rồi cái bên cái người dai đó đó mà đau bụng cái là nhảy lên liền đó. Đúng rồi, thì hay ăn, ekip là hay ăn này ăn nọ đồ này kia là mời nhau ăn là hay bị đau bụng. Nhưng mà trong nghề mình là tâm linh lắm nha, những cái khúc mà mình dự bị mình lên vậy là dễ lên lắm, lên thẳng luôn đó, lên luôn đó, thứ bảy lên thứ năm là lên đó, đúng rồi, chứ thứ năm xuống thứ bảy là xuống à nha. Mà quan trọng là sao cái clip này mà đêm nào thứ bảy mà có người đau bụng là coi lại cái clip này là ba đứa mình đó, là ba đứa mình nói vậy tự nhiên thành đứng tuổi duyên đó chứ gì nữa đó, bây giờ có clip có bằng chứng luôn rồi. Dạ, thôi, chứ quý bà con của bác, cái cha mới về mình cắt khúc này đi được không? Nói chơi thôi nhưng mà chơi thật là mai suối nha quý bà con của bác. Nếu như mà có người đau bụng thì chỉ có chị Thơ bị đau bụng hoặc là chị Dung bị đau bụng để Tuấn lên thôi, nghe chưa? Chứ đâu á. Dù rồi, sao tụi mình cũng bữa nay sau bữa nay tụi mình cũng đã trở thành bạn dẫn với nhau rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, cho nên là mình cũng nương tay nha. Đường mà mình chia lịch với nhau, dạ. Mình đừng có nên đau bụng đột xuất. Nói dạ. Thân lắm, thân, ừ. Yêu thương nha. Đúng rồi. Dạ. Bác ơi, chị em ở đây á, là dù trong nghề vậy chứ mà học hỏi lẫn nhau đó. Dạ. Nha. Chị Thơ ở chuyên nghiệp như vậy là chị vẫn cũng nhiều năm mà đôi khi vẫn có thể học hỏi ở Tuấn ở một vài điều, đúng không? Dạ đúng rồi, đối với Thơ thì đối với nghề của Thơ thì Thơ luôn luôn lúc nào cũng vậy, với những người bạn dẫn nè, với những người anh chị đi trước này kia là Thơ luôn luôn tìm những cái điểm mình thấy hay là mình phải học, mình phải tiếp thu vô để cho nghề của mình càng lúc càng cứng nghề hơn. Dạ đó, thì tâm niệm là như vậy thôi, chứ thật sự nãy giờ là được Mai, được anh Thành Tuấn mà ngợi khen những lời rất là có cánh, bản thân rất là hạnh phúc, nhưng mà cũng sẽ cố gắng để không có làm phụ lòng những lời khen của mọi người. Dạ cảm ơn Mai là cho Thơ bộc bạch ngày hôm nay và cho Thơ nghe một số thông tin mà Thơ chưa từng nghe. Đó. Dạ. Mà những cái thông tin mà đó là em bình luận để em tạo thêm drama thêm cho cái chương trình mình nó nổi lên thêm. Ủa? Nghệ sĩ ra em cũng tạo drama cho bên MC đồ nữa. Ủa? Dạ. Là những câu chuyện drama là xuất phát điểm từ Mai. Dạ, gọi là bí kíp bình luận bí mật bữa nay bật mí đó hen. Dạ. Dạ. Bình luận thêm nếu mà thấy vui thì mình để, mà không vui dạ. Mình xóa không sao hết. Dạ. À, là... dạ. Cái khúc này mình để hay mình cắt? À, không, mình nói chơi. Không, khúc này nên để, khúc này dạ, để, dạ. Là em để đầu clip luôn nha. Dạ. Để đầu clip luôn. Dạ, không, khúc nói chơi nhưng mà mặt nghiêm trọng lắm nha. Dạ, chơi. Của em, thôi, của em bình luận đó. Nhưng mà em tướng hoang mang thật sự. Tuấn lúc là... nào cũng hoang mang. Tuấn là không có bị thứ bảy, tại em chưa có lên thứ bảy. Dạ. Nè em lên thứ bảy đi, rồi em cũng trong cuộc chiến. Dạ. Cũng trầy da trong vậy á. Dạ. Em ơi anh đánh nền dày mà cứ gâm gâm vô cái mà nãy giờ Thơ để ý rõ ràng luôn á, Thơ để ý làm như bắt đèn đúng không, làm như đánh phấn dày nên bắt đèn nên nãy giờ là cận Thành Tuấn không à, hai chị em mà giống như lờm làm nền vậy đó. Em cũng mộc, không có một cái gì rồi dạ đó, bởi vậy lay ao gì hết trơn, không có một sự chỉnh chu. Bà con nói thôi chị em nghe anh Tuấn anh đánh xương xương cho nên là muốn quay kỹ rồi, nó có kỹ à, là xương xương đó hả, xương xương mà nền nó không bị móc ta, cuối ngày mà không móc luôn. Vậy hay là rất là cái này xương quá ha, chút dạ. Xịt khoáng đồ này dạ. Nọ đầy đủ, mỗi lần một tiết mục xong là xuống là xịt khoáng một cái rồi chấm dầu rồi đó em, đánh phấn mùng lúa rồi, đánh lên nữa, người ta đánh phấn trời nghe gì đó em là đánh phấn mùng lúa, phấn hoàng cung đúng rồi, của ông bà mình để lại hồi xưa các cô chú nghệ sĩ cũng đánh đó, đánh cho nó trắng. Ok mình cũng không cái đó hồ quản người ta mới đánh, mình tại mình da mình cũng không có được trắng lắm á nên mình phải đánh tới đó nó mới trắng, mình đánh bỏ cái tay xuống đi mình để cái tay lên nó một trời một vực nó là tông lắm. Ô, mình để xuống nè, mình để xuống nè. Ủa khoan, cái này là da thiệt. Ừ, giống như là nó mình... đồng đều quá ha, giống như đây là ban ngày nè, đây ban đêm nè. Nè bữa sau kỹ thêm xíu mình quấn cái tay luôn. Dạ, đúng rồi. Thơ thơ nghe nói là trong chòi chị Dung á là có cái kem đó luôn. Cái body á. Đúng rồi. Trời ơi, là bây giờ lần sau là làm MC là phải make up cả mít. Cái body. Chứ sao hôm nè. Đúng rồi đó. Bữa đầu mình dẫn vậy nè Tuấn. Xin mời bà con cô bác. Cho em rất vui đồ này nọ là nó đó đó, mình gọi là mình tận dụng vô. Dạ. Cảm ơn bà con cô bác rất nhiều. Hẹn gặp bà con cô bác ở những đêm sau. Dạ. Dạ. Dạ, xin cảm ơn quý khán giả và mong là quý khán giả sẽ luôn yêu thương và ủng hộ cho kênh của My Mommy. Dạ, bà con cô bác hãy yêu thương chị Huỳnh Thơ. Dạ. Thành Tuấn. Đó, dạ cả Mai nữa. Cái thân thương của tụi em. Dạ. Nhiều. Hẹn gặp mọi người ở phía sau. We love you.